Tụi là tụi con nghe không? Không ghê không? Thằng ơi. Tại tụi lâu thì mình thợ lẻ cái để trong hầm ca sao ta? Trong cái hầm này là với ra mà tắm. Màn đẻ cô cái gì? Ủa đâu con này nữa rồi Tám? Màn đẻ coi cô chú ơi, cô này mà mỏ ấy cái bụng ra. Đúng rồi. Nó đó trong mày vậy. Trời ơi, bỏ ấy luôn, dài một ghe một mét mình luôn. Lóng lóc nghe bảo chú. Hôm nay buổi chiều con mà tám với Nhung nhỏ gì nhìn ra đây mò kiếm mớ cá nha, nhưng mà con xuống nước nha bảo chú, cho bà tám với Nhung nhỏ mò nha. Bảo chú đi nha. Buổi chiều cô chú ơi đi ra đây với bà tám nè. Mẹ ngồi Vinh làm gì vậy Vinh? Không xuống nước được. Mẹ bà tám với Vinh rồi xuống nước trước cho người cô chú ơi. Dính dính cái gì kìa. Dính gì vậy Vinh? Đừng có dính cá nữa nha. Mẹ ngồi dẹm. Đây mình phá sẽ xuống với bà tám nè cô chú ơi. Mày ngồi lại bà tám ơi. Nó gặn rồi nha. Hả? Gặn ơi, gặn ơi. Tới chuyện ơi. Cái gì con gì? Con gì bự như chạy. Hồi nãy bắt cá là kiếm chà bá luôn ha. Này cái gì rút như vậy? Cái gì mà lấy giò mà chổi ngược cái trời. Mẹ ngồi. Hổng lòng. Ủa là trời. Mẹ rung tay kìa. Thánh thiền ơi. Hổng lòng. Trời lẽ cá để trong hầm ra sao ta? Trong cái hầm này là với ra mà tám. Cái hầm kia ta khu nguyên có bự kìa. Ủa cô chú chị ơi. Được con này nữa nè, không dám con. Dạ. Dạ. Gặp cá mà mừng giết rồi giờ. Thôi nè cô chú. Ủa là trời, hai con này thôi, ăn cái đây, ăn cái ở nhà chưa hết nữa. Màn đẻ cô cái gì? Ủa đâu con này nữa rồi Tám? Màn đẻ coi cô chú ơi, cô này mà mỏ ấy cái bụng nó ra một cái trứng ha. Con này nó bắt khủng khiếp luôn. Ơi con này vậy, con này có trứng nè. Con này sắp lép rồi. Ui, hay vậy Vinh, ở đâu mà gặp hả? Thôi thôi, tôi mà gặp cái này tôi tưởng đâu là cái gốc cây tôi cũng bỏ đi luôn, chứ tôi không nghĩ là con cá mới lớn. Cá nè. Gì vậy? Hay trời. Bây giờ sao để mình đi ngang mò không dính ta? Quá dở. Quá vỡ. Quá vỡ. Hay quá, Vịnh này hay 10 điểm gì đây. Cái này chút xíu lên nướng luôn. Nướng luôn hả bà? Được, luôn còn luôn, dẻm nhóc cho là lừa. Mọi dẻm ăn chút nữa mình nướng luôn Vịnh. Quá đi. Quá đi chứ. Hay Vinh này hay gì? Này vô. Con kìa. Mẹ đẻ coi. Tám heo Vinh này bà Tám mà thấy có lý rồi bà Tám. Vinh này thấy ổn mà trời, sao nãy giờ mình mò không dính bằng nó luôn á. Ô chị đi không? Nước. Mò dèm dèm nhiều ra nướng bao. Ô trời ơi. Trời bữa nay luôn nè. Ngày hôm nay chúng đậm cái đường này luôn rồi Tám ơi. Hay mà hên, đường này được hắm cũng lâu lắm không có đi đường này nha. Ủa, Vinh cá nữa rồi. Chui ra cái trời. Còn con nãy chui vô đó. Chui luôn. Cái này cô chú ơi, cháu đủ đúng nè. Ồ. Đã nè, đi đi Vinh. Trời, tưởng nó con dẻm không, trời mồi nó lúng Vinh chui chui với gan. Đó. Hết ba, hết hết rồi. Ủa, bữa nay sao vô mánh chứ trời. Tính mồi dẻm sao cũng dính cá nữa. Ồ giờ lên nướng ăn rồi Vinh ơi. Bỏ xíu rồi ba, gì? Không, cái chuyện á. Chuyện á chút nữa lên nướng ăn. Mẹ ơi thôi bây giờ mình kêu nhóm lớn ở trên nhóm lửa chứ đi bà Tám ơi. Kiếm củi đi. Đúng rồi, kiếm củi đi nhóm lớn ơi. Bữa nay vô một khúc luôn rồi. Vô bữa nay cái đi có tật rồi.
đây hang đúng luôn đó. Mạnh quá. Ủa cái hang gì bự dưới nhung ơi nhúng cái bụng binh. Ôi trời. Cái cây gì đâm đâu. Cái bụng binh đây này, cái bụng binh nó cắn. Hết hồn không? Ủa là tàu cái hang nó bự. Gì vậy? Gì vậy? Ủa con gì bự dữ á. Ôi ôi ôi, thấy chưa? Dạ, trời ơi, gì bự vậy? Thóc ăn nhóm máu đây nhá, cái xe cá lông kiến nữa nha. Cái đường bữa nay là cá lông kiến hà hộ đó bắt mà lắm. Vô vụ nữa. Không có tay. Gì? Không có tay. Gì á Vinh? Xin gãy chân này. Đâu là trời. Xin nó lúng dưới xin. Sao quả trời cái bụng binh này dưới nó là Vinh. Rồi Vinh này, Vinh này. Vinh cho, Vinh cho. Vinh này. Ây da, ây da. Mà Vinh nó cái đuôi này nha. Ây da, ây da, ây da. Tiếp không cho. Ui trời, rồi sụ dai Nhung Vinh nắm gì vừa. Nè. Nắm cái tiếp này Nhung. Nè. Một. Ây da, ây da. Rồi hả? Gọi đi. Trời ơi là trời, đi đi. Dạ. Mình mới gây được cái bị vụt cho bá đi đi. Này sao Nguyễn Phát ngồi chùm hổm mới không gặp. Ôi trời. Rồi. Hết hồn rồi. Vinh. Cậu lại cậu cái mình đứng. Cái gì vậy? Đâu 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 đâu. Nè nhóm nhỏ. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Dữ lớn hả? Chị. Ôi ôi. Đâu đâu đâu. Vô mà tắm ơi. Vậy vậy. Con găng. Đâu đâu đâu. Dữ lớn. Dữ lớn. Ấy cái đầu nó kìa, khoan khoan từ từ. Từ. Ôi ôi. Con găng ấy. Con găng ngay lại. Ơ găng lại bự. Không. Ôi là trời Nhung nó gan. Quá quá bự rồi, quá bự rồi. Ôi là trời nó bắt nó quá cái vỏ rồi ta. Cậu là cậu con người mình cũng không biết ghê không? Thánh thiền ơi. Ở tại. Đi không có lần kiếm được cho bá luôn Nhung. Rồi nó đẩy cái đầu vụn cây cái con cá nó đi. Đi theo dài lưới này gắn hết trơn. Nó đi bò vô lưới. Còn một ngày tới nè, tới luôn, tới luôn, tới này nè. Tán ơi, tiếp tán. Hết hồn luôn á. Má đang lụm củi nhìn xuống gặp. Hên của chú ơi, kêu Nhung nó đi kiếm củi trước nè. Dạ. Gắn này mình cũng me nó lâu lắm rồi. Ê gắn này gắn lộn nghe chú, chú. Trời ơi. Da chạy giò hết trơn trời. Sao háo mà tám. Thôi đang 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 cái cửa mày nhìn sợ coi có wow. Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Được. Ủa con hung rồi nè, con hung nè. Rồi sao nhìn. À, nhìn xuống gặp nó. Á trời ơi trời. Tháo. Giờ nó chạy nó cắn. Bóp cái mỏ ra mà tám bóp kiểu kia kìa. Sao tháo ra đây? Ủa cái lửa cắn cái. Lấy cái dao Nhung lớn, lấy cái dao Nhung lớn. Dao cắt lưới. Bà tám nó dính cái mỏ cái gì trời. Nó hùng quá. Giờ hết lấy ra được của chú rồi, nó dính lưới rồi. Gắn này bị lưới nè. Dính lưới rồi. Mà gắn này không biết mình nên ăn hay nên thả đây. Gắn này chắc thả bà tám ơi, tại vì Nguyễn Phát rồi với bà tám ít ăn. Tôi ăn. Gắn này bự quá. Bà tám dính chắc cái này con bà tám. Sáng từ từ. Ừ ừ diễn. Bự lắm mà tám ơi, cắt mà được, tám ơi nó dính lưới rồi. Không cắt đi. Thôi 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 đừng cắt, đừng cắt. Cắt đi, cắt đi. Cho quắn cái đuôi. Đâu? Đang kiếm củi mà sợ gắn. Gặp xuống gặp, nhìn xuống gặp nó. Là mà đi dài dài đáng có thôi. Cầm đi, cầm dây đi. Cắt lưới gì ta? Cắt luôn đi. Này con gắn này bự lắm. Vụt ra. Nó dài chứ, gắn lãi mà. Ờ, cắt điều đó là cắt. Trần chú. Cái lũa cắn tôi. Bụi cho bá. Cái này nó mắc lưới lâu lắm rồi đó. Giờ cũng ngắn luôn rồi, mắc lưới mấy ngày nay luôn. Mình lên giải cứu nó. Nó nằm luôn. Đúng rồi. Mà, em. Nó đó cho mày vậy. Nó. Giỡn mặt mình nó chạy tới chạy lui vừa. Phải không? Rồi giờ nó chạy vô lưới. Tại giống gắn mà hổm mình thả gì vậy? Không, mình không đi lượm củi mà mình không. Đây cất nước rồi đó. Cũng không thấy nó. Cứ vậy nè.
cầm cái lưới kéo cái. Rồi ôi. Ủa con gắn chà bá lửa luôn chà. Mày đẻ cô nó bự. Chú ơi. Đẹp chim đó. Ôi nó bự nè. Chà bá luôn, dài một ghe một mét mình luôn. Dài dài lắm còn không ta? Hết rồi, hết lớn rồi. Lớn lắm kìa. Đầu hên mới có con còn gì trời. Còn đâu có. Thôi giờ mình đi đẳng một cá tiếp tục đi. Dạ dạ dạ. Đâu có con cổ rồi đó. Trời cho rắn bự quá cô chú anh chị nè. Thì mình phóng xanh đi đi bà Tám ơi. Mình cũng bắt không ra qua ăn uống vậy. Có ăn được đâu, hả xuống uống đi. À, thôi bây giờ Nguyễn Phát sẽ lên với Nhung nhỏ với Nhung lớn sẽ lên review nướng trước kìa cô chú. Cho bà Tám bà đang mò mò nãy kìa chút xíu mới lên sao. Bạn ơi hôm nãy con gắn của chú lứ cái lứ người ta găng này của chú nó dính vô trọng nó quấn trọng cứ ngắt luôn. Bạn ơi Nhung lớn gặp Nhung lớn la lên. Con gắn ra đâu vậy Nhung lớn? Mẹ ơi Tám buồn hẳn kìa. Rồi cưng đẩy lên ở trên đi Nhung nhỏ đập ra. Ồ nóng quá. Wow. Rớt ra luôn rồi. Cưng dứt ra ngoài đi Nhung nhỏ. Đúng rồi, nhìn nè. Bạn ngồi nó nóng rồi nè. Lửa quá nóng rồi chú ơi. Mẹ ngồi. Con cá này. Lửa này chém dữ lắm. Mày ngồi lửa vừa đúng bài luôn á. Đi kiếm củi ấy thì mà nhỏ ơi. Mẹ ngỡ hình con thôi đâu có bài gì nữa. Để tưởng nằm trên cái xà nó gớp xuống. Ừ bây giờ nhấp chân. Nó lăn xuống rồi ta. Để cái lễ trên về trên bờ vậy đó, trên mặt vậy đó nó mới được. Chứ cái cây móc ra. Chứ cây móc ra Nhung nóng quá nóng rồi. Ờ đúng rồi. Lôi mạnh ra. Bạn hôi đi dích cây cá lấy cây mũ. Nóng quá. Nóng rồi. Ừ, cái dài đó đúng rồi. Cái dài á. Còn... mẹ ngộ bà Tám dục còn ác hơn nữa. Còn hả hả cái miệng. Quá nóng rồi. Trời. Vậy mà chưa nóng nóng. Còn hả hả cái miệng. Nam mô đất đai chặt hoàn cảnh của đất. Mẹ ơi gì bà Tám. Ông bà chụp phạt đất đai đây nha. À, mình có bắt được con gắn nha cô chú anh chị, nãy nó bắt cái lưới nha. Rồi giờ thôi bữa nay mình phóng xanh nó, mình không ăn, mình phóng xanh nha cô chú anh chị. À, nhớ nha, đem ngọc đem nhà lại cho tao nha. Mẹ đét ơi sao mình le lưới vậy đây nha cô chú anh chị.
Ơi mình thả đi heo qua mình bò. Bò bả rồi Tám ơi, bò bả rồi. Qua bên bờ gò đi heo chú là nó có bò. Ủa rắn nó bự quá mà tại bữa nay. Mày ngồi đằng cô chú rồi. Cái bằng bùm tay của con rắn luôn. Cầm lớn rồi nghe cô chú anh chị, mình không ăn thôi mình thả đi. Trời ơi trời ơi, chú cái gì trời. Gì vậy? Chú cái gì vậy? Cá đấy đó. Trời ơi, giờ đâu đâu cái đầu cái đầu à. Rồi xuống mà Tám ơi. Thôi mình thả nghe cô chú anh chị. Thả xuống đây đi. Không. Rồi. Không có chết đâu, nó nãy giờ mình treo nó xỉu rồi. Nó quá lâu rồi. Rồi lượm tem. Lượm tem. Rồi luôn. Lượm tem. Ủa sao mình mới bắt đây mà sao nó mau chết vậy ta? Buông ra ơi. Cái này là tại vì mình mới bắt nó mà gặn cái nãy nó bắt lưới về trước rồi, chú không biết nó có xỉu không, mình không có biết nha. Rắn nó không có xỉu đâu, biết sao mà Tám, tại nó lột. Giống rắn với bờ hổm kìa. Ờ giống rắn đó đó. Rắn này mình mới bắt cái thì luôn cái tàn. Mình tính thả phóng xanh nó luôn á. Để rồi Tám ơi, chút xíu lại bò đi à. Tại vì mình mới bắt này mới chát luôn nè. Mà có cái là chắc là độ mắc lưới á. Nãy giờ mắc lưới hồi nào mình không biết thiệt nha nè. Mình gỡ mình cứu nó nè mà. Mình tính ra chút xíu mình lên mình nướng mình thả nó. Rồi nãy tôi đang mò không biết cái mò mò chút cái đầu của ai á. Lâu rồi. Thế. Rồi còn bây giờ cá chín rồi nghe cô chú. Mẹ ngồi bà Tám kìa. Nướng nóng. Chín chỗ. Gấp cái gì lắm. Có cái ấy đó nhung nhỏ. Đúng rồi. Ồ. Ồ. Đi 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 mày đã ngồi lấy con khác. Đi chạy. Chú cha. Đi lên thấy nè. Chú cha. Wow. Wow. Nhấc cái nát, nhấc cái nát. Đập đập đập. Hồi nãy phải được luôn là đi được con quá. Cái gì con luôn à. Kìa kìa chú chết con nữa đi, lẹ đi. Con gái ra nó vàng không? Này bé nhé. Mạnh vô vô, mạnh vô. Cái này nó chóc cái vỏ luôn rồi, ăn được cái thịt luôn mà. Nè. Mẹ ngủ đã kìa. Đúng không? Đây kia bằng cái này là cá đập nè. Không phải là cá đập mà cá lén lèo. Chính vô, chính vô. Nè bà Tám đập văng vỏ luôn còn cái da không nè. Wow. Trời ơi. Mẹ ngồi. Dạ thấy luôn rồi. Dạ dạ lửa nó dạ dạ dạ. Dạ nóng. Đập đi. Nó chóc cái da nó vàng rồi. Như này luôn nè. Dạ cái gì vậy? Cha. Tưởng là lửa văng vô. Trời ơi. Thì hơi chắc là mắt ra. Kìa đập cái đầu đó luôn á. Cái đầu bên kia kìa. Đúng rồi. Gặp hai anh cá nãy ba đúng con lên cả nhà. Không qua là hiển dính là ba con rồi đó. Cái đầu mình nãy cái đi, nó kéo ra. Sẽ... Đó. Ừ nó dài. Ủa, bẻ ra cái thịt dài nè, khoan khoan khoan. Bẻ lắm. Trời ơi nó ngon quá đi. Chớ trứng cái gì được. Không, bao tử, bao tử, bao tử. Bao tử cá. Đúng rồi bà Tám ơi. Trễ rồi đó. Nó ngon vừa gì chứ. Trời hơi tối nha cô chú anh chị cũng thông cảm với mình nha. Wow. Ồ, Nhung ơi, Nhung phiêu miếng này coi Nhung. Ồ, ồ, khổ lên kìa. Ồ, cái trứng, cái trứng. Wow. Trời ơi. Ồ, cái trứng này nó nín không ta? Hình như cái trứng này nín, nín, nín nha. Nín nha. Cá thì chín nè, mà cái trứng hơi nín tí xíu cậy đi. À, bà Tám. Thôi ăn đi, thôi gắn ơi. Đi. Ủa nóng cái gì vậy? Ừ, thịt gà sao này dĩ nó nhung nhung nhung. Cầm nhung. Về. Nóng không? Nóng cửa nó ngon. Ôi thôi mời cả nhà ông bà cô chú ăn miếng cá với mình nghe. Đúng ngon luôn, giác này đói bụng mà rung tay hết rồi cả nhà. Dạ. Ngon nhiều lắm. Chú ăn miếng cá nha. Ừ, ngon. Chú miếng cá. Mẹ ơi Vinh ăn cá nữa hay Vinh nguyên con rắn người làm cá nữa hả? Mời cô chú anh chị quên mới tính ăn rồi đấy nha. Đối với này là quá đó. Quậy rắn nó nhét mới ăn được.
Không mọi người em vẽ rồi nhung đó. Gà sao vậy cô chú? Cá này mới chín nè. Con này chín nhiều hơn cá nãy. Đây là nhãn sạc. Dưa non cái nhãn này. Dai thịt gà. Ngon quá. Leo mà không ăn đâu ăn. Đó mà có leo dấu vậy trời. Ăn này là ăn bụi đời chợ lớn. Ăn gọi là gặp đồng ăn đồng, gặp sông ăn sông nè. Quá ngon. Má ăn này không? Không phải chúng. Ngon không ăn dữ như đó. Không có cái mà cái đầu kia nè, bự thịt nó béo mà nó ngon, nó dai mà nó béo ngon cực kỳ ngon, béo ngon. Thôi nãy giờ ăn xong bà chú ơi, giờ trời tối rồi, con bà tám với Nhung vô nha. Cảm ơn bà chú theo dõi hết clip con nghe. Nếu bà chú thấy thương con thì nhớ đăng ký kênh, bấm like, nhấn chuông nó có clip mới của chú xem nha. Giờ con bà tám với Nhung về nha, mấy em chú bye.